Vâng, chào tất cả các bác. Thì bác chủ yêu cầu thì em làm video hướng dẫn bác sử dụng, tại bác cũng lớn tuổi rồi thì em hướng dẫn bác nha. Thì con này là đã trong ngày nay thì một con nó lên đường, còn một con để các bác sưu tầm thì liên hệ cho em nha. Hai con SX980 như vừa sản xuất. Nói thì rất là như là nói quá nhưng mà thật sự nó thế nha. Khi các bác nhận được con Amly này hoặc là tặng đến đây xem cái con Amly này, các bác thấy bất ngờ cái độ mới của nó. Như trên video em vừa quay ngày tối hôm ngày 5 tháng 3 2021 thì một con thì bác đã lấy, bác chuyển tiền cũng đã liên hệ cho em. Bác ở Bến Tre đó là anh Khánh. Sau chiều nay thì hàng sẽ lên đường, thì tầm 2 đến 3 ngày thì nhân viên nó sẽ gọi cho anh nha. Đây, điện là 110 và 120V nha. Thì nè, nhà làm cái hàng rào nên nó cách hơi ồn một tí nha các bác. Điện 120V, hướng dẫn là hai cầu loa. Em bấm vô cho bác luôn này. AB thì dùng hai cầu luôn. Đây là kém đường AUX nha. Thì em đang kém đường AUX tín hiệu vào đây nha. Cái đường phono thì em đã đậy nắp lại rồi để tránh hiện tượng bác kém lộn. Thì em đậy nắp lại hai đường phono. Các bác kém đường này AUX này. Đấy, đường tín hiệu vào nha. Rồi, thì đây bác nguồn lên rồi nha các bác. Này, đang ở chế độ không nha. Vặn lên, đây nó hát. Đấy, vặn xuống. Đây là chữ muting hay là cắt tiếng 80% âm thanh lên. Thì hiện tại là cái này bật lên, còn đây là loa nét âm thanh nổi, chúng ta bật xuống. Chỉ có ba cái này, hai cái này bật xuống thôi nha. Hai cái này bật xuống thôi, còn lại lên hết. Còn đây chọn đường tín hiệu vào AUX. Ta kém đường AUX thì ta bấm đường AUX nha. Đây là cái nút chúng ta lên đài này. Đấy. Đây là volume tổng, đây là ba lăng trái phải nha. Con này như chưa sử dụng luôn nha các bác, như vừa sản xuất cái đó, hàng tồn kho rồi đó. Đây là cái nút này là cân bằng cua cho giải trép này, à, nút trép này tăng giải cao, còn cái nút này là cân bằng tăng cường bát chép tiếng tăng của giải bát này, à, nút bát. Hai cái này là bát nha các bác, còn hai cái này là giải cao mic và chép. Còn bật lên như thế này là không chỉnh được bát chép, còn bật xuống này là chỉnh được bát chép nha. Dòng này nghe rất là hay các bác, dòng 980 các bác chơi được loa châu Âu luôn nha. Đêm nay đêm cuối cùng gần nhau, em vẫn còn một con nha các bác, được nè, về được hai con thôi. Bác nào có lấy con SX980 thì liên hệ cho em nha qua hai số điện thoại này.